Thưa quý vị, mùa nắng nóng cao điểm trên địa bàn Đà Nẵng năm nay được dự báo kéo dài với miền nhiệt duy trì ở mức cao. Vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn thường trực, nhất là tại các khu vực rừng gần với các điểm du lịch như tại bán đảo Sơn Trà. Các lực lượng chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế phát sinh mùi lửa tại các khu vực này. Bước vào mùa du lịch, xu hướng tham quan bán đảo Sơn Trà của du khách tăng lên, cũng từ đó xuất hiện tình trạng tổ chức ăn uống, cắm trại qua đêm, đốt lửa ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và khiến nguy cơ cháy rừng xảy ra. Trước tình hình đó, Hạt Kiểm Lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không nên sử dụng lửa khi du lịch trên Sơn Trà, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng, những nơi có khả năng bắt lửa cao. Mình thì cũng thường xuyên lên đây chơi, ngắm cảnh đỉnh Bàn Cờ này rất là đẹp. Và mình cũng rất là có cái ý thức là giữ gìn cái rừng của mình ấy, tại vì rừng nó một lá phổi xanh. Mình bảo vệ rừng thì chính là bảo vệ lá phổi của mình, cho nên là mình cũng thường xuyên ý thức là mình không cắm trại, không dùng lửa, mà cũng nhắc nhở bạn bè là chỉ đi ngắm cảnh thôi, và không có cắm trại, không dùng lửa thì rất là nguy hiểm. Nếu mà chẳng may nó xảy ra sự cố ấy, thì cháy rừng thì nó thiệt hại rất là lớn và ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái lá phổi của chính mình. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn bán đảo Sơn Trà đã thường xuyên tổ chức tuần tra, đặc biệt vào các thời gian cao điểm trong ngày, từ 10 giờ đến 14 giờ hàng ngày tại các cái tụ điểm mà có lực lượng người dân cũng như là du khách tham quan trên bán đảo mà có khả năng có nguy cơ phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt cao. Thứ hai nữa là tuyên truyền đến người dân trong cái việc là đảm bảo an toàn khi mà sử dụng lửa cũng như có vật liệu dễ cháy gây nguy cơ có thể phát sinh điểm phát lửa trên địa bàn ven rừng cũng như gần rừng. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, Hạt đã tham mưu chi cục kiểm lâm thành phố thành lập đội phản ứng nhanh đóng quân trên địa bàn quận Sơn Trà với 6 thành viên. Đội này sẽ thực hiện nhiệm vụ 6 tháng mùa khô cao điểm hàng năm từ tháng 4 đến tháng 9. Đây cũng là lực lượng ứng trực thường xuyên trong thời gian cao điểm nắng nóng, phối hợp tổ chức các đợt tuần tra, phát hiện kịp thời những nơi có nguy cơ xảy ra cháy để tiếp cận hiện trường và xử lý nhanh nhất có thể. Trong tháng là kế hoạch của lãnh đạo chỉ đạo phân công đi các cái tuyến trọng điểm là từ 6 đến 8 lần trong một tháng. Nếu mà nhận được thông tin của quần chúng hoặc là chúng tôi tuần tra phát hiện thì gọi lực lượng mà phản ứng nhanh. Mà thấy mà nó phát lớn thì lãnh đạo sẽ điều động xe cứu hỏa. Đến nay thì trên địa bàn quận Sơn Trà thì có tổng số phương tiện thiết bị về mặt cơ bản là đảm bảo. Đó, trong đó là có máy thổi gió, máy cắt cành, máy cưa, máy bơm nước. Những thiết bị mà đáp ứng có thể chữa cháy cơ động tại chỗ và tiếp cận nhanh với đám cháy tại hiện trường. Với các tổ dân cư có rừng, các hộ gia đình, cá nhân và đơn vị có các hoạt động ở trong rừng, gần rừng và ven rừng, Hạt Kiểm Lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm về quy định phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát cảnh báo cháy rừng theo từng mức độ để nâng cao cảnh giác cho người dân và du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà.